Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang cùng lúc chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, gồm diễn biến tỷ giá đồng đô la, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và tình hình ở Trung Quốc sau khi nước này tiếp tục nới lỏng các hạn chế chống COVID-19. Ở trong nước, mặc dù giá vàng thế giới biến động khá mạnh, duy trì mốc cao trên 1.800 đô la Mỹ một ao, nhưng giá vàng trong nước vẫn đang cho thấy mức giao dịch ảm đạm, khiến cho chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới duy trì ở mốc 14 triệu đồng một lượng. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 52 triệu 800 nghìn đồng một lượng và 53 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 720 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 65 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 65 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 65 triệu 750 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 65 triệu 760 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 580 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 65 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 420 nghìn đồng một lượng đến 52 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 22 triệu 420 nghìn đồng một lượng đến 53 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới giảm đáng kể do đồng đô la tăng giá, nhưng vẫn duy trì được ở mốc chủ chốt 1.800 đô la Mỹ một ounce.
giá vàng đang cùng lúc chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, gồm diễn biến tỷ giá của đồng đô la, lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và tình hình ở Trung Quốc sau khi nước này tiếp tục nới lỏng các hạn chế chống Covid-19. Sự giằng co của các yếu tố này khiến cho giá vàng bị ghìm giá quanh ngưỡng 1.800 đô la Mỹ thời gian gần đây, gần như về mo nếu so với mức giá của thời điểm đầu năm. Vào phiên ngày hôm thứ Ba, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng nhờ lạc quan rằng việc Trung Quốc nới lỏng các chính sách không Covid sẽ đưa nhu cầu tiêu thụ vàng ở nước này tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2023 và duy trì lãi suất ở đỉnh trong thời gian lâu hơn để phòng chống lạm phát tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng, khiến cho giá vàng rất khó bứt phá. Trong thời gian gần đây, một số chuyên gia đã đặt ra những kịch bản giá vàng tăng nóng trong năm 2023. Một số khác thì dự báo mức tăng bị hạn chế. Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saso, ông Ole Hansen dự đoán giá vàng giao ngay có thể vượt quá ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce trong năm 2023, cao hơn khoảng 27% so với mức giá hiện tại. Ông Hansen đưa ra 3 lý do cho dự báo này, bao gồm tâm lý kinh tế thời chiến ngày càng tăng khiến cho vàng trở nên hấp dẫn hơn, các nước đầu tư lớn vào các ưu tiên an ninh quốc gia mới và thanh khoản tăng lên trên toàn cầu khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng để xảy ra làn sóng các cuộc vỡ nợ khi suy thoái kinh tế xuất hiện. Trong khi đó, nhiều chuyên gia khác lại nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023, nhưng mức tăng đột biến như vậy khó có thể xảy ra. Với lý do, một khi Fed bớt cứng rắn hơn có khả năng sẽ dẫn đến đồng đô la yếu hơn, điều này có thể mang lại cho vàng một đợt phục hồi mới trong năm tới, nâng giá lên vùng 2.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào các động thái của Fed, cho rằng bất kỳ dấu hiệu nào về một sự cứng rắn gia tăng thì Fed đều có thể gây áp lực giảm giá lên vàng. Ngoài ra, do kỳ nghỉ lễ năm mới cận kề nên các nhà đầu tư hạn chế giao dịch mua bán, khiến cho thị trường trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá vàng cũng đang được hỗ trợ khá mạnh bởi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ vàng tại một số nước châu Á phục hồi mạnh, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vào phiên ngày hôm thứ Ba, 27 tháng 12, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua ròng hơn 5 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên hơn 918,5 tấn. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.